Chào bạn, sáng nay thì tôi đang định ra viết linh phù cho một khách hàng là họ cần cấp cứu khẩn cấp. Thực ra đúng ra là không phải cấp cứu mà là cũng trong tình trạng nguy kịch nhưng mà không muốn phẫu thuật. Đúng ra là như vậy, không muốn phẫu thuật mà muốn tôi viết linh phù để khỏi phải phẫu thuật. Đấy, đúng từ là như vậy. Thì tôi cũng đang định chuẩn bị viết thì lại có một khách hàng mới do người khác giới thiệu. Như tôi có nói là người khác giới thiệu thì thường người ta không hiểu về mình, nhưng là khi tôi nói là dùng linh phù, tại vì trường hợp này là cũng là 5 năm không có con, thì tôi bảo dùng từ linh phù thì bạn mới hỏi là linh phù là gì. Đấy, nên là tôi thấy là cần thiết để là tôi mới vào cái kênh của tôi gõ thử. Tôi cứ nghĩ là tôi hướng dẫn rồi, đúng không? Đấy, nhiều khi những cái đơn giản mình tưởng là mình hướng dẫn rồi. Linh phù là đưa ý niệm của từng người vào để hỗ trợ ạ. Hay ạ, anh chỉ chú những thông tin của em vào để kiểu như thiếu những gì sẽ hỗ trợ để kích. Anh thông cảm nha, vì không hiểu nên em hỏi anh nhiều. Mặc định thì tôi vào YouTube tôi gõ chữ linh phù xem là mình đã có giải thích chưa. Nhưng mà tôi cũng giật mình là hóa ra là mình làm rất nhiều về linh phù mà mình chưa có một cái giải thích cụ thể. Nên là hôm nay clip này của tôi là giải thích cho các bạn hiểu về linh phù là gì, phù chú là gì. Giờ trước khi tôi dùng từ linh phù thì trên thị trường người ta dùng từ phù chú, phần lớn mọi người dùng từ phù chú hoặc là từ khác, ít sử dụng linh phù. Mãi đến năm 2007, tại vì tôi học cái trường phái linh phù của tôi là Linh Nghiệm Tông, thì 2007 tôi bắt đầu sử dụng ở Việt Nam, thì tôi đưa cái khái niệm linh phù vào. Hồi đấy ngay cả bên Trung Quốc người ta còn hầu như không dùng cái từ linh phù, ta vẫn dùng phù chú là chủ yếu. Thì để các bạn phân biệt một cách dễ hiểu nhất thì tôi cũng đi thẳng luôn vào chủ đề cho đỡ mất thời gian của các bạn. Còn đây tôi pha cà phê để tôi làm uống cốc cà phê rồi viết linh phù cho khách hàng thôi. Linh thì các bạn đầu tiên phải hiểu cái từ phù chú trước đã cũng được, vì dân gian thì hay dùng từ phù chú. Phù này không phải là phù trợ đâu các bạn nhé, không là các bạn hiểu nhầm. Phù này nó là những ký tự đặc biệt, ký tự riêng. Đấy, hoặc một thông điệp riêng, ký tự các bạn có thể hiểu nó là ký tự hoặc là thông điệp. Còn từ chú nó cũng gần như ở cái từ trì chú mà mọi người hay dùng ấy, tức là hoặc hiểu một cách là khai quang, tức là các bạn đọc, đúng không, đọc để đưa tăng cái tác dụng của cái ký tự này, đọc để đưa cái ký tự này nó kết nối với giới tâm linh, với giới vô hình. Tôi thì không thích dùng từ phù chú vì nghe nó thần bí và không hay lắm, nên là tôi luôn dùng từ linh phù. Linh phù, một là trường phái linh phù của tôi là Linh Nghiệm Tông, trường phái là viết linh phù một cách linh nghiệm nhất, nên các bạn có thể hiểu cái chữ linh phù ở đây là vẫn là phù, vẫn là ký tự riêng, là những cái thông điệp. Mà linh ở đây là kết nối với giới tâm linh, kết nối với giới tâm linh. Nên là tôi cũng gửi cho bạn ý một cách ngắn gọn nhất là phù là ký tự, linh là kết nối giới tâm linh, cũng giống như đúng như giải nghĩa cho các bạn. Còn linh phù là thông điệp kết nối với giới tâm linh theo một mục đích, một nội dung cụ thể. Ví dụ
như tôi viết linh phù giấy là tôi viết một cái nội dung cụ thể hơn, cụ thể nhất, đúng không? Còn khi ở linh phù đồng thì tất cả là thông điệp là giống nhau rồi, đúng không? Thông điệp ví dụ của ngài trung quỷ mặc định có trừ ma chiêu tài và một lô những cái tác dụng mà tôi liệt kê trên trang web ấy, thì đấy là những cái tôi đã thỉnh xin, đúng không? Thỉnh xin lúc nào tôi sẽ làm clip rõ hơn được tại sao linh phù này lại có cái chức năng này. Tại vì là, đúng không, trong cái linh phù này lần trước tôi cũng có nói là có hai, chia ra hai cái quan điểm là mật và hiển, cũng giống kiểu bên tôn giáo có mật tông, đúng không, hiển tông, thì trong linh phù có mật phù và linh phù. Mật phù thì họ là cứ vẽ những thứ lòng ngoằng, họ tự sáng tác ra những thứ lòng ngoằng và tin rằng những thứ lòng ngoằng đấy người ta hiểu được. Còn quan điểm của tôi ở trường phái hiển phù là mọi thứ phải viết rất rõ ràng, cũng giống như công văn thôi, bạn đi xin bất cứ một cái gì bạn cũng phải viết rõ ràng ra, người ta còn đọc, người ta hiểu được thì người ta mới giúp mình. Còn mấy ông mật phù thì ông cứ tưởng là ông là con trời, ông là chúa trời rồi, tức là ông viết kiểu vẽ lung tung ra thì giới tâm linh phải hiểu, phải làm theo cái tư tưởng của ông ý. Đấy, nên là trường phái mật phù nó gần như một trường phái ảo tưởng. Trường phái mật phù nó đúng nghĩa là một trường phái ảo tưởng, nó rất thịnh hành hiện nay, rất thịnh hành vì là chả ai biết gì, họ cũng vẽ lòng ngoằng như này, thế là ra một cái linh phù xong gửi cho khách hàng, thế là họ sung sướng vì họ vẽ lung tung, khách hàng cũng nhận và dán treo ở nhà, nhưng mà chả có tác dụng gì cả, đúng không? Tại vì bản thân ông vẽ mà chả hiểu ông vẽ cái gì. Thì đây là một trường phái ảo tưởng nhất trong giới tâm linh, nhưng lại rất thịnh hành vì ai cũng có thể học được. Các bạn học rồi các bạn vẽ lòng ngoằng lung tung, thế là bạn tự thành chuyên gia mật phù. Đấy là cái trường phái hiện nay. Thì nói qua như thế để các bạn hiểu hơn về linh phù, đúng không? Là những linh phù là mình đưa cái thông điệp có thể vào chất liệu giấy, có thể vào chất liệu đồng, đúng không? Hoặc là khắc vào ngọc chẳng hạn, vào gỗ, rất nhiều cách, rất nhiều vật liệu. Tuy nhiên là ở đây tôi nói luôn tại sao tôi chỉ có hai lựa chọn giấy và đồng, tôi không làm giống dân gian những cái khác. Vì thứ nhất là giấy là để mình làm trong những trường hợp khẩn cấp, ví dụ đấy người ta đang cấp cứu, mình cần mình viết, mình hóa luôn hộ, hoặc như khách hàng này là họ muốn mang về để tự hóa, đúng không? Họ muốn, một là người ta chơi xem nhiều kênh của tôi, thì hai là họ muốn ăn chắc chẳng hạn, thì mình gửi cho họ. Thì đầu giờ sáng bây giờ tôi phải viết để gửi, thì lát nữa ship đến còn ship kịp. Hai là linh phù đồng. Linh phù đồng thì linh phù, nội dung là tôi viết sẵn rồi, đúng không? Linh, tôi xin, ví dụ xin ngài trung quỷ đế cân là có những việc tôi liệt kê ra, ví dụ có 100 việc tôi liệt kê ra, thì ví dụ là linh ứng được 20 việc chẳng hạn, đúng không? Thì tôi sẽ liệt kê hai mấy mục để lên trang web cho các bạn, là những cái mục là tôi đã xin kết nối, thì ai cũng giống nhau. Nếu mà dùng cái này khai quang chung, đúng không, thì đều có như thế. Hoặc là khai quang riêng thì bắt sóng vào đúng bạn thôi, đỡ bị lan man sang người bên cạnh, kiểu như vậy. Các bạn hình dung về linh phù chưa? Chỉ tôi cứ nghĩ là mình làm kỹ về linh phù cho mọi người biết rồi, nhưng hóa ra là chưa, nên là hôm nay thì tôi giải thích cho mọi người hiểu về linh phù. Còn bây giờ thì tôi vào cốc cà phê uống để đi viết cho khách hàng đã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.